Bicosupro hiện tại đang là hàng đầu trên thế giới, đã được cơ quan FDA chứng nhận. Thì Bicosur là một trong những công nghệ laser có thể điều trị tất cả các vấn đề về nám da, tàn hương, tàn nhang, và đặc biệt là trên tất cả các dạng da, ngay cả hình xăm, những cái xăm hình cũng như là xăm chân mày. Đây là công nghệ laser có bước sóng là 755 nanomet và công nghệ laser sung bi cô dây. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều sự quan tâm của quý vị.